Xin kính chào anh chị em. Một lần nữa chúng ta gặp nhau trong chương trình giáo lý Kinh Thánh của Tổng giáo phận Hà Nội với chuyên mục Học hỏi Tin mừng theo Thánh Matthew. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu chủ đề Bí tích Thánh thể, Bí tích Tình yêu. Qua đó chúng ta nhận ra rằng vì yêu mà Chúa hiến mình làm của ăn của uống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta vì yêu mà Chúa ở lại với chúng ta nơi bí tích thánh thể mọi ngày cho đến tận thế. Tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn tin mừng Thánh Matthew chương 26 câu 36 đến câu 46 với chủ đề Xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha. Đoạn tin mừng tường thuật lại cái thời khắc quan trọng của Chúa Giêsu trong vườn Giê-xu-ma-ni trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn và cái chết. Nơi đây, chúng ta sẽ chiêm ngắm một Thiên Chúa với bản tính con người đã vượt qua thời khắc khó khăn tột cùng này như thế nào. Để từ đó, trong đời sống và những lúc gặp khó khăn thử thách, chúng ta cũng cùng với Chúa Giêsu thư lên với Chúa Cha, xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha. Xin kính mời anh chị em theo dõi nội dung chi tiết. Trước hết là nhân tính của Chúa Giêsu Bài học đầu tiên chúng ta có thể thấy được từ trình thuật này là Chúa Giêsu Kitô cũng là một con người thật. Có nhiều đoạn tin mừng diễn tả về cuộc sống trần thế với hoạt động và cảm xúc rất đời thường của Chúa Giêsu, nhưng không có chỗ nào cho thấy Ngài phải chịu áp lực và bị tổn thương hơn như ở đây. Tin mừng thuật lại rằng Ngài kéo riêng ba môn đệ thân tín nhất là Phêrô, Giác-cô-bê và Gioan ra một bên và dãi bày lòng mình với họ. Tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với thầy. Quả thật, đây là một nỗi buồn rất lớn. Nó lớn đến nỗi Chúa Giêsu muốn có người bên cạnh để đồng hành. Nó lớn đến mức gần như giết chết được Ngài. Xét về bản tính con người, Chúa Giêsu cũng giống như chúng ta khi Ngài phải chịu những nỗi đau đớn. Nhưng xét về mức độ, thì nỗi đau Ngài phải gánh chịu lớn hơn bất cứ nỗi đau nào của phận người chúng ta. Vì điều đè nặng lên Ngài là sứ vụ gánh lấy tội lỗi của cả thế gian và chịu lấy sự trừng phạt của nó thay cho chúng ta. Quả thế, trong Kinh Thánh, chén là hình ảnh tượng trưng cho cơn thịnh nộ của thiên chúa và cơn thịnh nộ của thiên chúa vì tội lỗi nhân loại đã khiến Chúa Giêsu phải lo buồn khi ngài xin Chúa Cha cất nó khỏi mình. Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Bài học thứ hai chúng ta có thể học được từ trình thuật này là tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Sứ vụ rao giảng của Chúa Giêsu được khởi đầu và kết thúc cùng với sự cám dỗ không ngừng của Satan. Sau khi chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả và ăn chay 40 ngày, Chúa Giêsu đã bị quỷ cám dỗ trong hoang địa. Giờ đây, trong vườn cây dầu, khi Chúa Giêsu phải đau buồn vào đêm cuối cùng của cuộc sống trần gian thì quỷ lại cám dỗ người một lần nữa. Và mỗi lần chịu cám dỗ, Chúa Giêsu đều phản ứng lại bằng cách cầu nguyện với Chúa Cha. Có thể thấy, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là một lời cầu nguyện mẫu mực với bốn khía cạnh. Là lời cầu nguyện đích thực vì thưa với Chúa Cha. Là lời cầu nguyện hữu hiệu vì vâng theo ý Chúa Cha. Là lời cầu nguyện kiên trì vì lập lại cùng một điều và sau cùng đây là lời cầu nguyện trong đức tin và hy vọng trong bốn khía cạnh trên khía cạnh đáng chú ý nhất là cầu nguyện vâng theo ý Chúa Cha quả vậy Chúa Giêsu đã biết ý định mà Chúa Cha dành cho ngài dẫu vậy ngài kiên trì dãy bài nguyện vọng của mình không phải để Chúa Cha nghe theo nguyện vọng đó nhưng là để chính ngài thay đổi theo một nguyện vọng lớn hơn là xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha. Thứ ba, sự yếu đuối của xác thịt. Bài học cuối cùng là lời Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ xen kẽ những lần đi cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giêsu không quên căn dặn các môn đệ: anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng say nhưng thể xác lại yếu hèn trong tân ước thể xác có nghĩa là xác thịt đơn thuần nó chỉ toàn thể con người khi tách khỏi thần khí tái sinh và thanh tẩy của thiên chúa thể xác tượng trưng cho hình ảnh con người là tội nhân và là một tội nhân yếu hèn hơn cả sự yếu hèn về mặt thể lý nó ám chỉ tình trạng bại hoại tội lỗi và nổi loạn trong tâm hồn Mặc dù mang trong mình bản tính con người, nhưng Chúa Giêsu vẫn là Thiên Chúa. Ngài là Con Đức Chúa Trời và luôn kết hợp với thần khí. Về lý mà nói, Ngài không cần phải cầu nguyện. Nhưng nếu Ngài còn cầu nguyện, thì con người chúng ta yếu đuối, tội lỗi và ngu dốt, lại thường mê ngủ và không biết gì về những cám dỗ đang bủa vây xung quanh mình mỗi ngày chính Chúa Giêsu đã kinh nghiệm được sự yếu đuối của xác thịt con người và Ngài quả quyết rằng nếu không tỉnh thức và cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ xa vào cơn cám dỗ. Như thế, cách duy nhất để chúng ta có thể đứng vững là cậy vào quyền năng của Chúa Giêsu. Đứng đã có thể đứng vững và cầu thay cho chúng ta để chúng ta cũng có thể đứng vững ngay cả trong cầu nguyện. Kính thưa Cộng đoàn, chúng ta vừa tìm hiểu đoạn tin mừng Thánh Mát chương 26 câu 36 đến câu 46 với chủ đề Xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha. Xin được đưa ra 3 điểm giúp chúng ta suy niệm và thực hành. Thứ nhất, Chúa Giêsu đã uống chén thịnh nộ của Thiên Chúa để chúng ta được uống chén hiệp thông là chén giao ước mới trong máu Chúa Kỳ Tổ Chúng ta hãy năng chạy đến bàn tiệc thánh thể để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau. Thứ hai, con người chúng ta rất yếu đuối, vì vậy cần cầu nguyện để kiến múc sức mạnh nơi Chúa. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện và nêu gương sáng cho chúng ta. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa cơn cám dỗ. Thứ ba, Chúa Giêsu đã xin vâng ý Cha để thực hiện chương trình cứu độ. Xin cho chúng ta biết bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa. Xin cho chúng ta biết xin vâng khi vui, xin vâng lúc buồn. Xin vâng khi hạnh phúc, xin vâng lúc khổ đau để cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Trong số tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề giọt lệ sám hối của Phêrô sau khi chối thầy. Xin quý cộng đoàn vui lòng đọc trước đoạn tin mừng Thánh Mát Thiêu chương 26, câu 69 đến câu 75. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.